Đây là thương hiệu thời trang khá nổi tiếng của Mỹ, nhưng đang được sản xuất tại một công ty của Việt Nam. Sau những lô hàng như thế này, doanh nghiệp đang tất bật để tìm kiếm đơn hàng mới cho những tháng cuối năm. Ở đơn vị chúng tôi thì có thể nói như này, tức cái lượng hàng không nhiều như mọi năm. Mà cho đến bây giờ thì ngay kể cả đến hàng một số các đơn vị trong tổng ty tôi có 13 đơn vị. Thì hiện nay thì còn khoảng một nửa số đơn vị là chưa đủ hàng cho đến hết tháng 9, mà chỉ mới ký hết tháng 8. Thế còn lại thì nhiều các đơn vị mà đã có cái truyền thống từ lâu đời rồi, có chìa bề dày với khách hàng thì có lượng hàng để hết năm. Còn một số lượng hàng thì mới chỉ ký hết tháng 8. Doanh nghiệp may này có quy mô khiêm tốn, chỉ với gần 40 cán bộ nhân viên. Việc thiếu đơn hàng giai đoạn chuyển mùa được đơn vị giám đốc ở đây lý giải là do tính mùa vụ của ngành may. Các đối tác đang nghiên cứu, chờ thông tin về gu thời trang mùa tới thì mới tiếp tục đặt hàng nhà sản xuất. Theo tôi thì riêng ngành dệt may thì nó cũng có tính thời vụ. Một năm thì thường nó cũng có hai thời vụ, tức là cái giai đoạn chuyển từ mùa hè sang mùa đông, tức là cái đơn hàng để chuẩn bị cho mùa hè sang mùa đông, và giai đoạn từ mùa đông sang mùa hè chẳng hạn, thì như dịp này là nó cũng đang nằm một cái giai đoạn chuyển mùa. Những cái lúc như thế này thì thường là nó cũng bị tụt giảm khoảng độ, riêng về lợi nhuận thì nó cũng bị tầm khoảng độ 10%. Một lý do khác cho việc ít đơn hàng được doanh nghiệp nhìn nhận là từ tình hình kinh tế chính trị các nước nhập khẩu cũng như xuất khẩu khác. Ảnh hưởng của Anh chẳng hạn sắp cái tham khảo để mà rời EU chẳng hạn, nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến các cái đơn hàng dệt may đi vào châu Âu, hoặc là như Brazil chẳng hạn, họ có những cái khủng hoảng về chính trị thì chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đơn hàng đi Mỹ chẳng hạn. Bởi vì tôi nghĩ ví dụ như là thằng Brazil bây giờ đang khủng hoảng và đang bị lạm phát chẳng hạn, thì chắc chắn người ta sẽ đẩy mạnh cái xuất khẩu sang Mỹ, nó sẽ có lợi hơn cho các cái mặt hàng Mỹ này khác, cho nên có thể là người ta sẽ cạnh tranh cái việc hàng ở Mỹ so với các cái nước khác, thì trong đó có Việt Nam của mình. Dựa vào khả năng sản xuất của mình mà các đơn vị may có những giải pháp cho riêng mình trong lúc đơn đặt hàng của đối tác có thiếu hụt như bối cảnh hiện tại. Riêng đơn vị tôi thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị một năm. Trong những giai đoạn này thì chúng tôi thường chuẩn bị một là những cái đơn hàng phục vụ cho cái giai đoạn ngắn này. Ví dụ như là có thể mình chọn những cái khách hàng nó dễ tính hơn một chút. Hoặc là thậm chí có những lúc mình phải tìm cách, tức là tiếp cận với hàng nội địa để mình sản xuất để đảm bảo cho nào cho có việc cho công nhân. Để cái giải quyết được vấn đề mâu thuẫn giữa cái người đặt hàng và chúng ta sản xuất ý, thì buộc chúng ta phải tính đến việc là phải hạ giá một chút để mới giữ đơn hàng. Nên cái phương án đầu tiên chúng tôi là phương án phải chia sẻ cái quyền lợi với khách hàng. Có nghĩa là chúng ta phải có cái bước cùng với họ để giảm giá. Nhưng muốn giữ được, tồn được ý, thì chúng ta phải tăng năng suất lên thì mới có thể giảm giá được. Thì đấy là con đường mà chúng ta phải đi. Theo thông tin mới đây từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vstart, thì sau quý 1 năm 2016, hàng loạt khách hàng quen thuộc đã chủ động chuyển đơn hàng sang Lào và Myanmar. Lý do là hai thị trường nói trên được hưởng thuế ưu đãi xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ và châu Âu, hai thị trường xuất khẩu dệt may hàng đầu của Việt Nam. Giải pháp cho việc hỗ trợ doanh nghiệp ngành may được Vstart đưa ra là đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính, linh hoạt trong khâu kiểm tra vải, tránh trường hợp nhập rất ít vải cũng kiểm tra, gây tốn kém thời gian và chi phí. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về mua máy móc công nghệ mới và họ có thể tận dụng Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU có hiệu lực để sử dụng các công nghệ tiên tiến đặc biệt từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến châu Âu, trong đó có Bỉ. Đây là nhận định của các doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ trong diễn đàn Giải pháp công nghệ Vương quốc Bỉ cho công nghiệp dệt may Việt Nam được diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội. Tham gia diễn đàn, đi cùng Hiệp hội Máy móc ngành dệt may Vương quốc Bỉ, là 8 doanh nghiệp chủ chốt trong ngành sản xuất vải may mặc, vải nội thất, vải kỹ thuật của nền kỹ thuật dệt may Vương quốc Bỉ. Tại đây, các thiết bị kỹ thuật cho ngành dệt may hiện đại như dệt thoi và dệt giác quát, thiết bị hoàn tất và phủ ngoài, hệ thống đưa sợi ngang, hệ thống quản lý sản xuất, phụ tùng dệt may đều được các doanh nghiệp giới thiệu. Các doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ trở thành đối tác của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian gần nhất.
Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi trong ngành dệt may và công nghệ dệt may. Đây là một thị trường rất tiềm năng. Đó là lý do chúng tôi ở đây và mong muốn mang máy móc của mình đến với doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi có thể chắc chắn là với các loại máy móc này, Việt Nam có thể sản xuất những sản phẩm đồng chất lượng, không bị sai sót và không bị giới hạn bởi khả năng công nghệ của mình. Đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, bối cảnh hội nhập cũng đặt ra cho các doanh nghiệp sức ép cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp FDI khi chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam để tận dụng các cơ hội. Các doanh nghiệp này có tiềm lực tài chính lớn, công nghệ hiện đại nên so với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Việt Nam yếu thế hơn nhiều. Để rút ngắn khoảng cách, các doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa đang cố gắng đổi mới những thiết bị cũ đang sử dụng. Cái việc đổi mới đối với các doanh nghiệp là cái thiết yếu để mà cạnh tranh trên thị trường, không những thị trường trong nước mà thị trường nước ngoài. Thì doanh nghiệp tôi cũng muốn tiếp cận các cái công nghệ mới để trang bị, đổi mới các cái thiết bị của mình để phù hợp mấy cái thị trường hiện tại, làm sao để được mình cạnh tranh được cái đứng vững được thị trường trong nước và tiếp đó là các cái thị trường xuất khẩu trong nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng sự hấp dẫn của ngành dệt may đối với lao động không cao nên doanh nghiệp trong ngành dễ bị mất lao động. Khi công nhân có tay nghề nghỉ việc, doanh nghiệp dệt may thường phải thuê lao động không có tay nghề để đào tạo. Để đảm bảo được năng suất, doanh nghiệp cũng rất cần phải đầu tư công nghệ, thiết bị mới.